Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh tích tụ ruộng đất. Hội cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh phát huy hiệu quả quỹ nghĩa tình đồng đội. Gương ông Dương Đình Tùy, Việt kiều Hưng Yên tại Cộng hòa Séc có nhiều việc làm thiết thực hướng về quê hương. Hiệu quả mô hình trồng rau sạch tại trường mầm non ở Nam Sách, Hải Dương. Trường mầm non Tiên Tân, thành phố Hà Nam, tỉnh Hà Nam tổ chức phiên chợ quê. Từ nhiều năm nay, ông Bùi Văn Tỷ được người dân thôn Ngọc Nà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gọi bằng cái tên thân mật ông Tổ Nghề, bởi ông là người đầu tiên đưa cây đào về trồng trên đồng đất nơi đây. Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, cựu chiến binh Bùi Văn Tị được người bạn ở làng đào Nhật Tân tặng một gốc đào. Xuất phát từ tình yêu thích đối với loài hoa này, ông Tị đã học hỏi kinh nghiệm từ bạn với mong muốn tự tay trồng được cây đào chơi trong dịp Tết. Nhận thấy tiềm năng từ thị trường đào Tết, ông Tị mở rộng diện tích thành một sào. Năm đầu tiên, gia đình ông thu lãi 5 triệu đồng một sào. Hiệu quả kinh tế cao nên một số hộ dân tại địa phương mạnh dạn trồng thử. Ông Tị đều nhiệt tình hướng dẫn các kỹ thuật trồng trọt. Đến nay, toàn thôn đã có hơn 100 hộ trồng đào và hàng năm cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng một năm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi diện mạo thôn Ngọc Đà. Nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học là hướng mới, có bước đột phá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở Bắc Ninh. Nhiều nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. Tỉnh Bắc Ninh có trên 5.300 hectare mặt nước có đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, trong đó gần 1.000 hectare đã được các chủ trang trại ứng dụng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao và đang từng bước hình thành các vùng nuôi tập trung thâm canh theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là mô hình thâm canh nuôi cá ứng dụng kỹ thuật mới của gia đình ông Lưu Gia Mừng ở thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình. Ở khu chuyển đổi này, ông Mừng là người tiên phong trong việc ứng dụng kỹ thuật nuôi cá theo hướng an toàn sinh học, tức là sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường ao nuôi và trong quá trình chăm sóc cá. Tại mô hình của ông Mừng, định kỳ 2 tuần thực hiện xử lý chất thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh học. Hàng ngày, ông cho cá ăn bổ sung men vi sinh, trộn lẫn trong thức ăn nhằm tăng khả năng miễn dịch và kích thích cá lớn nhanh. Trong ao nuôi, phải thường xuyên sử dụng quạt nước bổ sung oxy cho cá. Nhờ vậy, môi trường ao nuôi tốt, cá lớn nhanh và không có dịch bệnh. Chính vì vậy, trong khi cả tỉnh đang đặt mục tiêu phấn đấu đạt mô hình nuôi trồng thủy sản 400 triệu đồng một hecta, thì của gia đình ông nhiều năm nay chỉ có 1,8 mẫu đất chuyển đổi đã cho thu khoảng 600 triệu đồng một năm, trừ chi phí cũng cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng một năm. Thực tế cho thấy, hiệu quả sử dụng rất tốt, hướng tới giảm sử dụng hóa chất và không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm cá, tạo ra sản phẩm nuôi chất lượng cao, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mô hình nuôi cá thâm canh trong ao đất có sử dụng quạt nước và chế phẩm sinh học xử lý môi trường ao nuôi phát triển ở nhiều địa phương, giúp cá sinh trưởng phát triển tốt, dịch bệnh được khống chế, năng suất chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Đến nay, diện tích nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 900 ha, chiếm 16,4% diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Chi cục thủy sản tỉnh cũng đang xây dựng đề án phát triển thủy sản theo hướng công nghệ cao với quy mô khoảng 1.000 ha. Để các hộ nuôi cá trong vùng nuôi trồng thủy sản chung có thể cấp được cái giấy chứng nhận đảm bảo an toàn để nó cung cấp cái sản phẩm thủy sản cung cấp cho cái khu công nghiệp cũng như là các tỉnh lân cận cũng như là đáp ứng nhu cầu cái sản phẩm sạch trên địa bàn tỉnh, thì chúng tôi thời gian tới là trên cái tình hình trên chúng tôi sẽ tiếp tục là hoàn thiện cái đề án để có thể sớm nhất là trình ủy ban xem xét để phê duyệt cái đề án này, làm sao là các vùng nuôi trồng thủy sản là các hộ là áp dụng theo đúng quy trình kỹ thuật để làm sao là cái sản phẩm tạo ra là an toàn, cung cấp theo hướng vi sinh. Như vậy, để tăng giá trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích nuôi, tạo được sản phẩm thủy sản sạch, an toàn cho người tiêu dùng, thì cần phải hình thành các vùng nuôi tập trung thâm canh theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là hướng phát triển trong tương lai. Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Nam Định có gần 108.000 ha đất nông nghiệp, chiếm 46% diện tích đất toàn tỉnh, trong đó đất trồng lúa là trên 65.045 ha, chiếm gần 39%. Từ nay đến năm 2020, trên 8.200 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, Nam Định tiếp tục quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất
để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê, tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ đất. Khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng giữa đất ở với đất xây dựng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất chuyên canh và đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Qua đó đã giảm dần tập quán canh tác nhỏ lẻ, tạo điều kiện để sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đầu năm 2017, qua rà soát, nắm bắt tình hình, xã Văn Phú đã tuyên truyền, vận động bà con cho doanh nghiệp hoặc cá nhân thuê lại diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả để phát triển sản xuất và đã thực hiện tích tụ được 11 hectare đất ở hai thôn Phú Lâm, Chạy Rào và cho công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thuê lại với thời gian 5 năm. Với giá 125 kg lúa một sào một năm để trồng rau chân vịt và khoai sọ Nhật Bản. Đến nay, toàn huyện Nho Quan có 9 xã đã tổ chức tích tụ, tập trung ruộng đất được trên 207 hectare và có 6 doanh nghiệp tham gia đầu tư, đưa vào sản xuất các cây trồng như dược liệu, bí đỏ, các loại khoai. Trong đó, một số cây đã được thu hoạch cho năng suất và hiệu quả cao như khoai tây đạt giá trị trên 75 triệu đồng trên 1 hectare một vụ, khoai sọ đạt giá trị gần 170 triệu đồng trên 1 hectare một vụ. Năm 2018, huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, tiên tiến. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 500 hectare. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện để cho các doanh nghiệp là tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Sẽ làm việc rất cụ thể với các doanh nghiệp về cái điều kiện thuê đất, chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp với các ngành chuyên môn cũng như ủy ban nhân dân xã là lên một cái kế hoạch rất cụ thể trong cái vấn đề là tổ chức sản xuất. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất là hướng đi phù hợp nhằm mở ra cơ hội phát triển mới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Thực tế sản xuất từ các mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét hơn hẳn so với sản xuất thông thường. Người dân có điều kiện phá thế độc canh cây lúa, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Công việc cũng nhàn hơn, hiệu quả cao hơn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị cho nông sản. Thưa quý vị và các bạn, sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, ông Dương Đình Tùy ở thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Việt Kiều Hưng Yên tại Cộng Hòa Séc luôn vận động bà con kiều bào có nhiều việc làm thiết thực hướng về quê hương. Ông Dương Đình Tùy vốn là nhân viên của Bộ Điện lực nghỉ hưu từ năm 1990. Năm 1992, được sự giúp đỡ của người em trai, ông đã sang lao động tại Cộng hòa Séc. Hiện nay, ông Tùy đã đưa được vợ và 4 người con sang cùng sinh sống và kinh doanh. Gia đình ông đã thành lập công ty và đang là một trong những nhà phân phối đồ gia dụng lớn ở thủ đô Praha. Phát triển kinh tế thuận lợi, ông Tùy còn giúp tới trên 150 người tại địa phương sang Cộng hòa Séc làm giàu cho gia đình. Bố chúng tôi cũng thường căn dặn chúng tôi là những người con xa quê hương thì luôn hướng về quê nhà. Anh em mà ai mà cần sự giúp đỡ mà mình có khả năng mình giúp đỡ được thì mình sẽ giúp đỡ. Gia đình sinh hoạt thì vẫn đều giống, giữ lại cái phong tục như ở quê nhà mình. Cho nên là năm nào đến dịp Tết là anh em dù có đi xa cũng phải sum họp lại vào những các ngày Tết. Cách đây nó khoảng hơn chục năm thì cuộc sống ở nhân dân thì nói chung là có nhiều cái khó khăn. Sau khi chỗ gia đình nhà ông Tùy là đi sang nước ngoài, Cộng hòa Séc làm ăn thì giúp bà con đi xuất khẩu lao động hàng năm mà mang ngoại tệ về lúc nào cũng phải gần 20 tỷ và xây dựng ở quê hương. Các cái nhà mà để đi sang nước ngoài mà làm ăn kinh tế là tương đối là giàu có. Hiện ông Dương Đình Tùy còn là chủ tịch Hội đồng Hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc. Ông luôn vận động bà con đoàn kết, có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt-Séc và hướng về quê hương như quyên góp hỗ trợ tỉnh xây dựng 12 nhà đại đoàn kết, tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
ủng hộ các quỹ phúc lợi. Bản thân ông và gia đình cũng đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng đình chùa giếng, làm đường giao thông tại địa phương. Trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để giúp đỡ hội viên, trong đó nổi bật nhất là phong trào Nghĩa tình đồng đội. Phong trào này thời gian qua được các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh duy trì và thực hiện có hiệu quả, trở thành nguồn động viên to lớn, giúp nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bằng nhiều việc làm cụ thể, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, từ đó giúp đỡ các hội viên khó khăn vươn lên. Đặc biệt với tinh thần nghĩa tình đồng đội, các tổ chức hội đã vận động hội viên đề cao tính tự lực tự cường, giúp nhau nâng cao đời sống, xóa nhà tạm, giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, nhiều cựu chiến binh nghèo có động lực vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến hết năm 2017, hội đã tiến chấp cho gần 11.000 hội viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền hơn 232 tỷ đồng. Hội viên góp được hơn 30 tỷ đồng cho vay, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Chỉ tính riêng năm 2017, đã có 116 hội viên cựu chiến binh nghèo nhận được tiền hỗ trợ, trong đó 52 hộ đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng 11 nhà nghĩa tình đồng đội. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hội xuống còn 0,53%. Với những việc làm thiết thực cụ thể của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh, từ phong trào nghĩa tình đồng đội đã tăng cường gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội khi trở về với cuộc sống đời thường, qua đó cũng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đoàn khối Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Quỹ Đầu tư và Phát triển Ninh Bình, huyện đoàn Sa Viễn vừa tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Tính thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm 5, Lỗi Sơn, xã Sa Phong. Với tinh thần khẩn trương, sau 3 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành theo đúng kế hoạch, diện tích 65m², tổng kinh phí 120 triệu đồng, trong đó Quỹ Đầu tư và Phát triển Ninh Bình hỗ trợ 50 triệu đồng, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ 8 triệu đồng, còn lại là do anh em, họ hàng đóng góp và sự giúp đỡ ngày công của các cấp các ngành địa phương và bà con hàng xóm. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, trường mầm non Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tổ chức phiên chợ quê cho các cháu thiếu nhi nhân dịp đón xuân mới Mậu Tuất 2018. Phiên chợ quê tại trường mầm non Tiên Tân diễn ra trong một ngày với 5 gian hàng do cán bộ giáo viên nhà trường giàn dựng và trang trí. Điểm nhấn của các gian hàng chính là các sản phẩm được bày bán mang đậm nét thôn quê với các món cổ truyền như bánh cuốn chả, bánh lá, bún riêu cua, ngô, khoai sắn. Phiên chợ với những mái lá đơn sơ và những gánh hàng rong dân dã đã tái hiện khung cảnh của một phiên chợ truyền thống Việt Nam. Qua đó thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham quan và trải nghiệm. Việc tổ chức phiên chợ ngoài ý nghĩa giúp các em học sinh được tiếp cận với những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời là dịp để các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tham gia các hoạt động cộng đồng. Để có được nguồn thực phẩm chất lượng cho trẻ, những năm gần đây một số trường mầm non trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tận dụng quỹ đất trống trong khuôn viên nhà trường để trồng rau mang lại những bữa ăn xanh, sạch, an toàn cho trẻ. Đây là hình ảnh vườn rau xanh sạch đẹp của trường mầm non thị trấn Nam Sách. Trước đây khu vườn này chỉ là vườn tạp. Từ tháng 9 năm 2017, sau khi lấy ý kiến của các phụ huynh, nhà trường quyết định cải tạo thành khu vườn rau của bé. Các loại rau được trồng chủ yếu theo mùa, phù hợp với khẩu vị của trẻ em. Không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho nhà trường, vườn rau rộng gần 700m² này còn là nơi để các bé tham gia hoạt động trải nghiệm các tiết học thực tế. Chúng tôi thấy là cái việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ trong nhà trường là rất là quan trọng. Do vậy là chúng tôi cũng đã mạnh dạn bàn bạc thảo luận cùng với các bậc phụ huynh để cải tạo lại cái khu vực vườn của nhà trường, trồng các cái loại rau cung cấp cho các cháu trong bếp ăn bán trú. Ngoài ra để thực hiện cái chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm thì chúng tôi còn cải tạo cái môi trường để cho trẻ được tham gia các hoạt động ngoài trời, được trải nghiệm các khu vực vườn rau của nhà trường và các cái khu vui chơi để cho trẻ nâng cao cái phát triển toàn diện cho trẻ trong trường mầm non. Thời gian qua, mô hình vườn rau sạch an toàn phục vụ bữa ăn cho trẻ đã và đang được nhân rộng tại nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Nam Sách. Phong trào biến những khu đất trống thành vườn rau sạch không chỉ đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho các bữa ăn của bé mà còn tạo hiệu quả giúp các nhà trường lồng ghép giáo dục các kỹ năng cho trẻ mầm non. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng cũng diễn biến phức tạp.
Chính vì vậy, để hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, ngành chức năng các địa phương trong tỉnh Nam Định cũng tập trung nhiều giải pháp, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm soát trên địa bàn. Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 chủ yếu là lương thực thực phẩm, rượu bia, bánh mứt kẹo, quần áo may sẵn. Để phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đội quản lý các huyện thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh, chú trọng kiểm tra các mặt hàng thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa và bán hàng theo giá niêm yết. Hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa cho nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 của lực lượng quản lý thị trường các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần vào sự bình ổn giá thị trường, tạo ra sự lành mạnh về sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền Mậu Tuất thật sự vui tươi, phấn khởi và an toàn. Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản trước khi đưa ra thị trường, thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm và Thủy sản tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân loại được 254 cơ sở sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá có 4 cơ sở đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm xếp loại A theo thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 250 cơ sở cơ bản đảm bảo đầy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vẫn còn một số tồn tại nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng an toàn thực phẩm xếp loại B. Cùng với đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh phối hợp với phòng PC49 Công an tỉnh thực hiện kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất kinh doanh sơ chế nông sản thực phẩm. Ngoài ra, Chi cục cũng đã tiến hành thanh tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh sơ chế hành, 6 cơ sở kinh doanh chế biến nông sản, 2 cơ sở sản xuất giò chả với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 100 triệu đồng. Thông qua công tác kiểm tra và giám sát, Chi cục cũng đã tuyên truyền phổ biến, cung cấp các thông tin và hướng dẫn người sản xuất về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa nông lâm sản, thủy sản thực phẩm. Cuối năm, nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của người dân tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung là khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui xuân một cách lành mạnh, an toàn, thời điểm này cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện có 312 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo cho các cơ sở này thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp lễ Tết, ngay từ đầu năm 2017, huyện Thuận Thành đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt, lập biên bản xử lý 13 cơ sở, nộp ngân sách nhà nước hơn 19 triệu đồng. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như đảm bảo việc lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh sự tập trung vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng thì sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng cũng như ý thức chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong việc sản xuất kinh doanh thực phẩm của các chủ cơ sở sẽ là điều kiện quyết định đảm bảo an toàn cho sức khỏe mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh một tỉnh Bắc Ninh thân thiện và an toàn. Vừa qua, Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng. 18 loại hàng hóa tiêu hủy lần này chủ yếu là quần áo, bánh các loại, đồ chơi trẻ em, thuốc lá, mì chính giả nhãn hiệu các loại, hạt dẻ, hạt dưa, hạt hướng dương, các loại nước ngọt, nước giải khát, rượu các loại, sữa, mũ bảo hiểm và pháo. Đây đều là những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhập lậu, đã được các đội của Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh thu hồi từ tháng 11 năm 2017 đến nay. Căn cứ theo từng chủng loại hàng hóa, Hội đồng tiêu hủy quyết định lựa chọn hình thức tiêu hủy phù hợp, đảm bảo đúng quy định và vệ sinh môi trường. Theo quy luật, hàng năm vào thời điểm này, tội phạm liên quan đến pháo nổ có chiều hướng gia tăng. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống các hành vi vi phạm tội phạm đã thu được kết quả tích cực. Từ khi thực hiện đợt cao điểm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh triệt phá nhiều vụ việc vận chuyển buôn bán tàng trữ pháo và đã bắt giữ xử lý gần 40 vụ việc vi phạm phạm tội về vũ khí vật liệu nổ và pháo, thu trên 400 kg pháo các loại, 138 kg thuốc nổ. Điển hình là các đơn vị như Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ 2 vụ, thu giữ trên 200 kg pháo,
Phòng Cảnh sát Kinh tế bắt 2 vụ thu giữ trên 90 kg pháo và 138 kg thuốc nổ. Lực lượng công an các cấp cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp thu hồi hàng chục loại vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có những loại có tính năng tác dụng giống với vũ khí quân dụng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.